cần mua đi quý vị, tốn tiền. Còn ở trong phòng xác ướp 180 bao. Một là gen lặng. Ông Tutankhamun này chính là gen lặng. Ông bị rất là xấu, có nghĩa là từ trên xuống dưới nhìn cực kỳ xấu. Khi mà chúng ta tạo hình lại, những nhà khoa học lấy cái mẫu gen của ông xong tạo hình tạo tác lại. Việt cực kỳ ngưỡng mộ ông Akhenaton. Ông Akhenaton là ông duy nhất bỏ hết tất cả các thần, chỉ lấy một thần duy nhất, đó chính là thần mặt trời. Và khi tất cả những bức tượng của những nghệ nhân tạc cho ông bùng tám múi cơ bắp, ông kêu đây không phải là hình của tôi, tạc lại cho giống tôi, mặt dài như mặt ngựa, bùng bừ như bùng thiên nga và ngực lép, có nghĩa là trước sau như một thủy chung so sắc á, thì đó mới chính là hình tượng ông. Ông là người duy nhất trong tất cả những vị pharaoh dám đối mặt với sự thật. Và ông là một trong những người học trường của sự sống. Tất cả những con vật trên trái đất này, trên mặt đất này đều có sự cảm nhận linh tính của trời đất hết. Như vậy những con động vật có thể cảm nhận được nên khi nào trời mưa, khi nào trời lũ, những con ếch nó bay ra làm sao. Việt Nam thì có câu dạng chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì rông. Chúng ta nhớ nhìn vào những hiện tượng đó, chúng ta biết được rằng có mưa, có nắng hay rông hay không. Ví dụ như ếch mà nhảy lên nhiều, ếch trong bùi, những trong bùn kém, động tay động chân gọi là bất bạo động, không muốn động tay động chân gì hết. Tuy nhiên ông học được trường sự sống, sau đó ông học trường sự chết, bởi vì mẹ và bố ông làm trong môi trường là toàn là nghiên cứu về người chết, chữa bệnh và mổ tử thi thôi. Rồi sau đó ông học được hết cái đó rồi, mang lại cực kỳ nhiều thứ. Và người ta nói vừa người vừa ông là một trong những người đẹp nhất của Ai Cập, hoàng hậu Nefertiti. Hôm trước quý vị có mua mấy cái mà để dán tù lên có mặt bài. Wow, trời ơi nó đông. Quý vị thấy này, người ta bày biến tất cả mẫu. Đây là cùng kim. Em nói trước nha, kỹ năng chụp hình của mấy thằng ở đây nó tệ lắm. May mà chị Trâm đi nhặt đá là kiểu như nhặt nhầm gì. Sao báo đá thì nó nhẹ quá. Các cái đồ Trung Quốc nhiều, thì có hàng họ
Chỉ là chẳng hạn những bốc xôi mà nắm xôi thì ok. Hành nước súp rồi, bắt đầu thả thêm đậu. Rồi quý vị, chúng ta tới chợ Ekalili rồi này. Các thứ vào, ăn kèm. Sao nó طيب بص انا غالبا ممكن ما منحققش علشان ما اطلبش يعني انا ممكن عندي اوبر من المنجين بتقول حاجه يا تاوي يا تاوي quý vị nhìn thấy ở đây vẫn còn là khu vực chờ quý vị nhé. Nếu cái bán kính khu vực chờ này nếu mà quý vị đi hết á, có thể là một cái thời gian đi thì con không nói, nhưng mà cái đường kính của nó đó, đường kính của nó khoảng gần 3 cây số chiều, rất là rộng quý vị nhé. Đây là chợ lớn nhất và cỡ nhất và cổ nhất của khu vực Trung Đông này quý vị. Lần trước Việt đi cùng một nhóm khách, Việt cũng kêu chụp hình lại, tuy nhiên không có chụp. Xong rồi bắt đầu đi lang thang, xíu nữa Việt chỉ cái chỗ mà khách đó lạc cho mình. May là có roaming nên gọi được. Đến khi gọi điện thoại xong thì thằng hướng dẫn bên này hỏi, ủa khách mày đi đâu mà đi xa quá mày. Xíu nữa chạy lên cái cầu thì khách nó nằm tút bên kia cái cầu. Đi siêu ấy. Toàn bộ khu vực là chờ hết này quý vị nhé. Nên quý vị đừng có nghĩ là ở đây người ta người Trung Quốc đem hàng Trung Quốc qua đây cũng có. Tuy nhiên những người Trung Quốc buôn bán cũng lấy hàng bên này lên về bên kia cũng rất là nhiều. Đây khu vực thánh đường không có, nhưng mà đầu đây vẫn tiếp tục này. Nhà đây vẫn chờ, nhưng mà nó không đông đúc bằng bên kia rồi. Sắp tới đây khúc này nó cũng đông này. Bên tay phải có vị thấy không? Nó len lỏi trong tất cả các phố. Khu này khu chợ Ekalili nên tất cả mọi thứ đều có trong này hết. Này tới quảng trường này này. Đấy. Hai lần trước đón ở đây à? Đây đây. Wow. Lần trước đón là tốt ở đây. Chui tận ra đây. Đấy quý vị thấy đường chờ này, bên tay phải này. Sợ nhỉ. Mùa vinh quẩy. Này hoa mắt. Đó lần trước là qua đón tốt ở chỗ bên này. Nó còn chiều dài xuống dưới kia nữa kìa. Tại mình không có đi vòng xuống dưới kia được. Ở đây thì những khu này thì ít người tới, nhưng vẫn là chắc chắn là lạ. Thôi rồi bên này chợ tiếp này. Đấy, tới ngay khúc này là bắt đầu hết. Có nghĩa là chiều từ bên đó còn đông sâu xuống dưới kia nữa. Khúc này là bề ngang quý vị nhé. Đến thành phố Hồ Chí Minh thì tầm cũng khoảng 10 mấy triệu. Đây cũng là chờ nữa này. Chờ hết này bên tay phải này. Cho buôn bán tốt này là sao nó nghèo nhỉ? Nhưng mà những cái hàng họ làm ban công chứ mà rẻ.
cao hơn Việt Nam đến 3.000. Việt Nam mình chắc cũng tầm đó 2.000 mấy. Cái người dân nó đâu phải sầm tô tô đàn con nữa, tô nó hay vẻ đây. Còn bên phố xe hay gì mà? Cái đó chính là điều mà giờ có hai vị kia. Họ bảo anh hỗ trợ. Nó mà bảo anh đi cái sự kiện, cái sự kiện không biết hỗ trợ. Anh đi là hỗ trợ hết rồi. Không có một chợ lớn như thế mà khách nhìn được lần lượt như thế, ngày nào cũng như thế thì thương mại nó phải By the way, this is the first construction done in Cairo, the capital. Hmm? This is the first construction done in the capital Cairo. The first building, first building in Cairo. Đầu tiên của Ai Cập. Started in Cairo. What? Why so crowded here? That is a life, especially these days in the end of the year. Oh. So usually it's crowded. Sabat. What the hell? This is only. No, no, English also. I'm the mayor of the town. Boys. Now these are all the sounds. Ecco, le rotte sono state sulle tavole. No. Đến khách sạn rồi, chuẩn bị xuống thôi. We bought the luggage. Mình có cho luôn các thứ vào vali không hay là mình phần máy ở dầm đây. So if you can catch us here, okay. If you cannot, I'll take you to the airport. عبد الله يلعب على الارض والسياره يطلع الكوره.